Thank you.
Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Do anh đã sáng và đã mất sáng và bà và chân đồ hai mắt đồ đề chân cô nam mô đà mắt đà mô đà nam mắt đồ 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 đề vị thân bà hà nam mô đà mắt đà mô đà nam mắt đồ 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 đề vị thân bà hà nam mô đà mắt đà mô đà nam mắt đồ 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 đề vị thân bà hà nam mô đà mắt đà mô đà nam mắt đồ 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 đề vị thân bà phổ cung giả chân cô đà nga nam tam bà phạm viện nhật la hầu văn nga nam tam bà phạm viện nhật la hầu văn nga nam tâm bà và viện nhà la họ khai kinh kệ vô thượng tâm tâm bi giờ phạm bảy thiên bản đầu tiên nam ta hồ hòa kim liên văn đã tu trì nguyện gia hiếu la chân thân nguyện nam mô bản sự thích ca mâu ni phật nam mô bản sự thích ca mâu ni phật nam mô bản sự thích ca mâu ni phật bà thiên na di đà thánh như thịnh a ban nhớ thời bà đại sa mê tu đệ tử vô diệu thiếu chúng sinh văn thị thân thở ứng chân văn nguyện Thank you.
di đà nẵng đà ra di nhị đà ra na di đà ta đà sa ba ha nam mô a di đà ma ra na ta ta ra ta ra di đà ta ra di đà đô a di ha di đà ta ta ra ma di ha di đà ta di ba an đều a di đà na di đà nẵng đà ra di nhị đà ra na di đà ta đà sa ba ha nam chi ya hữu chi đà như lai quan âm đế chi tận nên đà đến sanh tập khi ta đà đề hồng pháp bồ đề di đà na nam mô đến chi yo đà văn bồ tát ma đà nam mô đến chi yo đà văn bồ tát ma thế vô đẳng là chỗ năng chỗ nhân tên cổ chân tự bất nơ vô đến văn nhà ba la mật đa chỗ hướng từ chỗ bên nhân đề hiện đề ma la hiện đề ma la tăng hiện đề bồ đề tăng ba ma la văn nhà ba la mật đa hiện đề hiện đề ma la hiện đề ma la tăng hiện đề bồ đề tăng ba ma la văn nhà ba la mật đa hiện đề hiện đề ma la hiện đề ma la tăng hiện đề bồ đề tăng ba ma la văn nhà ba la mật đa đề tự chúng tăng nhiều lời chúng ma thần chi tăng lo sa lời tăng đầu tự như tự ma tăng lo hồn lời đến đạo chúng nhớ lo văn tăng Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam
A Di Đà Phật Nam Mô 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 Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế 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 Chí Bồ Tát Nam Mô Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế 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 Chí Bồ Tát Nam Mô Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương 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 Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Chúng 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 Bồ Tát Nam Đại Ai Chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Thưa căn chân đốn nhập như lai bảo minh không ai quan tâm các bạn để chỉ quy bảo bạn tương chỉ trong vấn đầy đau kể đến đại văn nhập nếu sao tâm thấy tình vương nghiệp cả chân lao yên kha kiều bằng chi hoa phật thủ nhất sinh chi kiều nam mô tây phương cường là thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư ma di đà phật nam mô tây phương cường là thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư ma di đà phật nam mô tây phương cường là thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư ma di đà phật chỉ chú niệm bạch tụng kinh a cầu nhập quan công đức thù thắng ngày vô biên tăng vô giai hộ tổ phổ nguyện chân đế chư ưu tinh đồng bác bao lộc quang phật sai nguyện tiêu tam chứng chư biển đã nguyện đa chi tuệ chân minh điêu phổ nguyện phong a và nam tánh chung nguyện dĩ tử công đức phổ phật mưu nhân đế nga đẳng giữ chúng sinh giai cộng tại phân đạo là gia đình đời con cháu chúng ta lễ tạ phật thánh thần linh phong linh người tại và nơi bên ban đệ thì để chờ gia đình sẽ được quan cho cô ông đi thầy con nam mô A Di Đà Phật kính thưa thầy chủ trì đại chủ phố thành phố Yên hôm qua may trong đơn vị tam bảo của Phật để lần đầu tiên hôm nay được sự phát tâm công đức của thầy chùa cùng các đà la thiên áo phật tử đến trợ duyên giúp đỡ cho gia đình quán để cầu siêu trợ quan thay lời cho bà bỏ phụ nguyễn thị điệu cùng trưởng nam dương văn phương đa tạ cảm ơn thầy và trân trọng kính mời thầy vui lòng phòng tăng mời nước mời chầu để anh em con cháu lời cảm tạ A Di Đà Phật
xin thông báo với bạn bè, các chủ cô cũng các bạn bè và các con tổ cơ hoàn các con cháu tổ để mời các bạn bè cho tổng hòa bên nội cơ hoàn các con. Cho tập tập họ dương đứng lên tổ chức lễ phát tăng cho toàn thể anh chị em con cháu trong gia tộc. Xin trân trọng kính mời. Cho ông Minh để phát tăng cho anh chị em con cháu trong gia tộc. Xin kính mời. Hôm nay
tâm thân cha về với thanh bình, nơi thay sông trên giữa biển đời, có sông lên thắm sông đại dương. Để bày tỏ lòng thành kính cho kính thương vô hạn đối với ông gia đình không bao giờ còn gặp lại.
lễ đầu. Qua đời, đoàn về đây thắp tuần nhang, thăm viếng và gửi lời chia buồn nỗi mất mát to lớn với gia đình. Vâng, xin được thay lời cho gia đình trần gian để tổn thất đau thương cho các anh các chị, anh chị Hân, anh chị Muội cùng gia đình, vợ chồng em Chí Kiều và các cháu. Rất đấy là thương thoát, biết nói sau được tình cảm anh em ta máu chảy ruột về, uống chung dòng nước cội nguồn ông cha. Mà hôm nay em thức ngồi đi xa để các anh các chị cùng các em các cháu lệ nhòa xót thương. Có lỗi đau nào bằng hôm nay các anh các chị phải mất đi người em ruột, có lỗi buồn nào cũng như các em gái em rể phải mất đi người anh trai. Để tổn thất đau thương này cho các cháu thương tiếc lắm chú ơi. Tuổi chú đâu đã phải là cao mà sao chú đã phải rời xa cõi trần, để tình thương nỗi nhớ cho các cháu biết đến ngày nào các cháu quên. Trước vong linh di ảnh người em, người chú, đại gia đình anh chị Hân, anh chị Muội cùng với em Chí Kiều và các cháu chỉ biết ngậm ngùi đặt thấm lễ thắp nén hương và vĩnh biệt em bằng một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Em Dương Văn Nam kính quý, hôm nay gia đình anh ở chưa được thắp nén nhang thương tiếc mong nước hồn về quá cố. Để tưởng nhớ tới người cháu gần, xin để một phút mặt niệm, phút mặt niệm bắt đầu. Hãy
chính là chuyện này của gia đình Tam Quyến xin là đón nhận đến với chân và chỉ còn giây phút trước này không kính thưa ngư hồn ông, kính thưa toàn thể gia quyến, được tin ông về 250, chúng con đại diện cho cán bộ nhân viên bệnh viện đa khoa Hưng Hà là chỗ đồng nghiệp, chỗ con trai của ông có toàn nhang thơm, có vòng hoa tươi đến kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng toàn thể gia đình. Chúc linh sàng ông đề nghị toàn bộ cán bộ nhân viên dành cho ông phúc bằng niệm bắt đầu. Đã trở về gia tăng phung viếng cưng tử đoạn cho đại phật trà xin chầu uống nước và bữa chút thời gian vàng ngọc vào hồi 7 giờ sáng ngày mai cưng tử đoạn cho đại gia tăng ăn chầu uống nước để chia buồn với gia đình và 7:30 sáng mai mời công các bà xuống dự buổi lễ tang đưa em của công bà về nơi yên nghỉ. Các
cháu chân để gia đình chúng tôi được đón tiếp, xin chân thành cảm ơn. Ông ơi thật là thương tiếc, một lòng ảm đạm vô cùng thương tiếc lúc giờ hương, vô cùng thương tiếc ông trước lúc đi xa không còn nữa. Trân trọng kính mời đoàn để tâm dạy phút mặc liệm. Phút mặc liệm bắt đầu. Thành đón nhận lên tiếng và bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất. Trân trọng kính mời đoàn trở lại bàn khách ăn chầu uống nước chia buồn cùng tăng quyến. Trân trọng kính mời ông thắp tuần nhan thơm tưởng niệm và chia buồn cùng tăng quyến. Thưa tất cả gia đình thân chủ, thưa anh Hoàng em, anh nhận được tin em 250 để tuyển tổ tiên, anh có nhìn nén nhang thơm và cây nén sáng để hoa tươi ghép đến đến vô hồn em, đồng thời chia buồn thương thật tất cả quý. Xin phép ban tổ lễ của gia đình kính thưa vong linh hồn chân linh ông Dương Văn Nam kính quý, thưa gia đình có việc thiếu, toàn thể các anh các chị các em các cháu đại diện cho nội ngoại bên ngoài của bà Nguyễn Thị Điệu là vợ của ông, chúng tôi rất lấy làm đau buồn và thương xót. Kể từ ngày ông yếu đau lâm bệnh trọng, chúng tôi thường xuyên qua lại thăm hỏi động viên trong anh lành bệnh ở lại để dìu dắt cháu con. Song vì căn bệnh có nhiều nghèo đến với ông không qua khỏi và nay đã 250 ra đi về theo hầu thiên tổ. Đây là tổn thất lớn lao đến với gia đình cùng dòng họ nội ngoại hai bên. Tình cảm anh em ruột thịt của bà Điệu chúng tôi gồm có gia đình bác Thời, gia đình bác Hưng cùng với gia đình bác Đễ và các con của ông bà Tác, con của bà Bé cũng như các con cháu và ông bà Rồng rồi gia đình bác Hậu. Bên ngoài anh em xa gần từ sông Mã Sơn Na, từ ở Lạng Sơn đã tụ họp về đông đủ trước vong linh ông, rất đầy bồ hồi và xúc động thương tiếc. Biết nói sao thế, đã như ông gánh nặng ở đời anh em có quản chi ghé vai bảo đỡ, nhưng bệnh hiểm nghèo chúng tôi biết nói sao đây, chỉ biết xin dâng lên vòng hoa tang, thắp lên nén hương thơm, có chút lễ vật dâng lên viếng vong linh hồn ông và chia sẻ nỗi buồn mất mát to lớn này với đại gia đình bên nội cũng như bà bảo phụ và các cháu, bớt đau thương để thành hành động lo toan công việc hậu sự cho ông được cứu toàn. Trước những giờ phút thiêng liêng chia ly vĩnh biệt này, biết nói sao nhé, tình cảm ông ra đi, anh em con cháu chúng tôi bên ngoài là những người ở lại, đề nghị các ông các bà các bác và anh em con cháu xin nhất tâm dành một phút tưởng niệm vĩnh biệt ông đi xa. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thưa đại gia đình các ông các bà các bác anh em con cháu bên ngoại của bà Điệu, được tin ông Nam không may lâm bệnh trọng và đã ra đi về với đất trời thiên tổ, chiều hôm nay các ông các bà các bác anh chị em con cháu tụ họp về trước vong linh ông, đồng thành một nén hương thơm vòng hoa tang lễ vật dâng lên viếng và chia buồn với gia đình. Xin hứa lời cho bà quả phụ Nguyễn Thị Điệu và các con xin chân thành cảm tạ và cũng nhờ các ông các bà các bác anh chị em con cháu bên ngoài nhà ta đã ở lại kết hợp với họ lội trông nom giúp đỡ lo con công việc giúp cho Nam từ lần sáng mai đương ra đồng của mối duyên bà đẹp, và xin trân trọng mời các ông các bà các bác anh chị em con cháu quay trở về gia đình dùng lương cơm chén rượu nhạc chia buồn gia đình để bảo phụ và các con các cháu có lời cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn anh với tâm lòng thành có nén hương thơm cây nến sáng kính viếng anh và gửi lời chia buồn tới gia đình đoàn dông việt đại diện trưởng đoàn.
linh hồn chân linh ông Dương Văn Nam, xin kính thưa gia đình tang lễ. Chị em chúng tôi đại diện cho gia đình em Dung, em Sòng Việt, em Phong Nhung và các cháu là con của dì Ngoan bên ngoại, hôm nay được biết tin anh không may lâm bệnh trọng 250 qua đời. Chúng em có nén hương thơm cây nến sáng về trước linh sàng đặt lễ thắp hương kính viếng anh và cầu chúc thương một anh ra đi thanh thản về nơi chín suối được mát mẻ yên giấc ngàn thu. Trước lúc sinh nhi từ viện này để bày tỏ lòng thành tiếc thương với anh cho chúng em và các cháu để một phút tưởng niệm vĩnh biệt bác đi xa. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin kính viếng vong linh hồn chân linh ông Dương Văn Nam kính quý. Xin thưa gia đình có biệt hiếu, nhận được tin báo buồn ông không may năm bệnh trọng 250 qua đời. Chị em chúng tôi là con cháu của gia đình cụ quê ở ngoài phù sa, với tình cảm là họ bên ngoại của vợ ông, chúng tôi với tấm lòng thành kính về đây trước vong linh ông lòng thành lén tâm nhang cây nến sáng chút dân tài dân lên kính viếng ông, sau gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình để tỏ lòng thương tiếc của vĩnh biệt ông đi xa cho chị em chúng tôi để tâm dành giây phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin được thay lời cho bà phụ và các cháu cây nến sáng ra thắp những nhang kính viếng hướng một chú của cầu chúc cho vong linh chú ra đi thanh thản về nơi suối vàng yên giấc ngàn thu, phục hộ độ trì cho gia đình con cháu trên dương thế được bình yên, để tưởng nhớ đến vong linh hồn người chú người ông cho vợ chồng cháu Diễm Vân dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin cảm ơn các bác và các bác ra bàn mời nước. Không ngờ đâu bỗng chút cha lại bỏ con trên thế gian này, con vừa về đến đây xin cúi đầu chịu tang, mà giờ đây con lấy gì báo đức đền? Tôi cùng với đoàn bỏ công tác xã Hồng Nam cũng có lẽ xem tôi Nguyễn Việt Ông phút tưởng niệm bắt đầu. Còn chuyện này của gia đình tăng chủ gia tạ cảm ơn tấm lòng của các bà, mời các bà lui lại phòng tang mời nước và cảnh giờ 30 sáng mai, mời các bà bước chút thời gian. Kính thưa vong linh hồn anh Dương Văn Nam kính quý, hôm nay gia đình chúng em nhận được tin buồn anh mới máy ra đi về với tổ tiên. Gia đình em có sự tuần nhắc chờ quên đến sáng đến chốt linh sản của anh để tự nhớ tới hương hồn anh, cho phép gia đình em xin để một phút mặt niệm. Phút mặt niệm bắt đầu. Còn gia đình tâm biến xin đón nhận. Phong linh hồn ông Dương Văn Nam kính quý, hôm nay đoàn đại biểu của các phủ, các ông các bà đại diện cho ngoại tộc họ Dương xã Quảng Châu và xã Hoàng Hanh thưa đón nhận được tin buồn ông mãi mãi ra đi về với tổ tiên. Đoàn có sự tuần nhắc chậm vòng hoa tiêu cây đến sáng đến chỗ đi sáng của ông, đều tôi nhớ tới hương hồn ông, cho phép đoàn xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
tất cả thể các cụ, các ông các bà đại diện cho ngoại tộc họ Dương xã Quảng Châu, xã Quảng Hanh. Ngày hôm nay ông Dương Văn Nam 250 để thuyền bát quả từ với đầu tiên, với tình cảm là một con ngựa đau cào tàu bổ cỏ, các cụ các ông các bà đã trở về đây thắp nén hương trầu, cây nến sạc. Tôi trở lời của gia đình Tam Quyến xin đón nhận đến viếng, trân trọng kính mời đoàn trở lại đặt trà xin chầu uống nước, rồi chung tay với gia đình lo công việc cho ông Dương Văn Nam từ dậy đến trưa ngày mai. Gia đình xin đa thả cảm ơn. Tôi toàn thể các ông các bà cùng các anh các chị và các cháu trở lại bàn trà xin chầu uống nước. Tôi để xin đã đón nhận cái việc trân trọng quý vị các ông các bà thôi. Tùy điều kiện đường xá xa xôi, tàu xe cách trở không về được, có gửi tấm lễ cho các cháu về thắp hương thay cho gia đình chúng tôi. Để tưởng nhớ tới phong linh hồn của ông, cho phép gia đình chúng tôi xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình Tam Quyến xin cảm ơn tới gia đình ông bà Hoan Tam ở Thanh Hóa. Bắt đầu. Của gia đình Tam Quyến xin. Của gia đình Tam Quyến xin đang đón nhận những viếng trân trọng kính mời đoàn trở lại bàn trà xin chầu uống nước. Gia đình xin đa tạ cảm ơn trân trọng kính mời đoàn. Để quan các cháu hai nhà tiếc thương mà về đây thắp một tuần hương, mà tỏ lòng thành kính sẽ chia nỗi sầu, thắp nén hương thơm lòng tưởng nhớ vô cùng thương tiếc nước ơn chia như trồng cây chung với ông. Nhận được tin ông mãi mãi ra đi về với tổ tiên, gia đình chúng tôi cùng anh em con cháu có sự tuần nhắc chở bỏ hoa thư cây đến sạc đến trước linh sạc của ông. Để tưởng nhớ tới vong linh hồn ông, cho phép gia đình chúng tôi xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin đón nhận tiếp nhớ kính mời gia đình ông bà thông gia ở đồng thanh kim tộc trở lại bàn trà xin chầu uống nước. Còn đây phút trở lại hôn nhân bằng lẽ con nói chuyện trong ngày lễ tang, để tưởng nhớ tới vong linh hồn của ông, cho phép đoàn xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
nhạc bắt đầu. Thank you.
và số mẹ như nước trong chùa chảy ra. Và nay anh chị em chung quanh thuộc mẹ thờ cha và cho tròn chú hiếu với người nhà đào con. Cha ơi chúng con đi khắp thế gian mà không ban phước bằng mặt. Nhạc tin buồn lòng đau khôn kể, lời chia buồn xin về thắp lẹ mặc liệm bắt đầu. Giờ phong thức mặc liệm đã trôi qua, chia buồn cùng Tam Quyến, con cháu của ông được tiếp. Kính thưa ban tang lễ, thưa gia đình, tang chủ, hôm nay ông bà và Ngọc Thăng nhận được tin cháu 20 về chầu với tiên tổ. Ông bà có kém hương thơm đến thắp hương chính kính viếng hương hồn và chia buồn với gia đình mẹ cháu. Xin chúc cháu về nơi an nghỉ yên giấc làm thu vĩnh biệt cháu. Xin cảm ơn. Dạ vâng, trường lời của gia đình Tam Quyến xin chân thành của Tam Quyến trân trọng kính mời đoàn với đoàn khách ăn chầu. Thơm có vòng hoa tươi, có
câu đối đỏ đến để thắp hương ông và vĩnh biệt ông. Trước giờ lúc người đi người ở, anh em chúng tôi không biết nói gì hơn, chúng anh em chúng tôi xin phép gia đình để được phút mặc niệm. Ơ, phút mặc niệm bắt đầu. Trong phòng đẹp đã trôi qua chuyện đời của Dương Văn Nam. Thưa gia đình tăng chủ, được tin ông không may lâm bệnh hiểm nghèo 2 năm 10 qua đời. Gia đình chúng thành phố Yên, chúng con nén hương thơm, cây nến sáng kính viếng ông và gửi lời chia buồn sâu sắc đến với gia đình để bày tỏ lòng thành tiếc thương với ông ra đi không còn nữa. Cho chúng tôi là những người ở lại để tâm dành một phút tưởng niệm vĩnh biệt ông đi xa. Phút tưởng niệm bắt đầu. Điều cùng với các con cũng như ông bà Mai Vân, chân thành cảm ơn tấm lòng của ông Ma Sơn bởi ông đưa lại phòng tang bởi nước bởi chầu chia buồn với đình và 7 giờ sáng mai bởi ông có chút thời gian xuống dự lễ tang đưa ông nhà về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cảm ơn. Những bậc bề trên, thưa các bác, anh các chị, nay được biết tin con Nam không may lâm bệnh trọng 2 năm 10 qua đời. Các ông các bà các bác với tấm lòng lén thăm nhang cho đến sáng đến thăm viếng và chia buồn với gia đình, đỡ lời cho bà vợ phụ Nguyễn Thị Điệu cùng các con ta tạ biết ơn. Mời các ông các bà các bác đưa lại phòng tang mời nước mời chầu và 7:30 sáng mai có lời mời các ông các bà các bác đến dự buổi lễ đưa tang ông ra nơi an nghỉ cuối cùng. Xin đa tạ, cảm ơn. Chiều ngày hôm nay mà ném nhang tưởng niệm trong ngày lễ tang, để tôi nhớ tới hương hồn em cho phép đoàn xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã đón nhận lễ viếng trân trọng kính mời đoàn chờ đợi. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin chào đại diện gia đình cao quý, xin đã đón nhận lễ viếng trân trọng kính mời đoàn chờ đợi bàn trà xây chầu uống nước và bố trí thời gian vào. Trên sau đây ban tổ chức tăng lễ và gia đình chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời vào với tổ tiên. Với thẻ hương thơm quên đến hồng tâm sổ xuất cho hương hồn tốt được tự tác và hàng sắp với hết nguồn nguồn nhưng không chung trên cảnh vui tổng tổ tiên. Khi trở lời của gia đình tham vướng xin đón nhận lên viếng trân trọng quý người đoàn núi đại bàn trà xin chầu uống nước. Gia đình xin có lời cảm ơn trân trọng quý mời. Nhận được tin báo buồn ông không may lâm bệnh trọng 2 năm 10 qua đời, chúng tôi đại diện cho cán bộ nhân viên của công ty cổ phần Tiên Hưng và tập thể tổ 10 tề tiệu về trước vong linh ông, xin dâng vòng hoa tang thắp nén hương thơm kính viếng và gửi lời chia buồn sâu sắc đến với gia đình
để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với ông, cho phép đoàn xin để một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin thắp một tuần nhang, chúc ông yên giấc suối vàng vàng thu. Kính thưa các cụ, thưa gia đình tang chủ, đoàn đại biểu của đồng tộc họ Dương Chi Một, thôn An Châu, xã Hồng Hanh, gồm có các ông, các bà, bề trên, các anh, các chị em của các gia đình trong đồng tộc hôm nay về đây với tấm lòng thành kính. Xin được có vòng hoa tươi, có cây nến xám, có lễ viếng, đến trước hết là kính viếng hương hồn ông, sau là chia sẻ nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này đến gia đình. Vĩnh biệt ông, xin phép gia đình, ban tổ chức để đoàn chúng tôi dành một phút mặc niệm ông. Phút mặc niệm của đoàn bắt đầu. Xong. Các ông, các bà, các bác anh, các chị đại diện cho đồng tộc họ Dương Chi Một, thôn An Châu, xã Hoàng Hanh, nay nhận được tin quá buồn, ông Dương Văn Nam không may lâm căn bệnh hiểm nghèo, không qua được đã 250 qua đời về cõi vĩnh hằng. Khi đầu tiên chiều hôm nay, trong điểm đau thương mất mát to lớn của gia đình chúng tôi, giờ phút này được sự nhiệt tình hiện diện có mặt của các ông, các bà, các bác với tấm lòng có lén hương thơm, vòng hoa tang lễ vật đến thắp nén hương viếng công minh ông và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình. Được sự trả lời cho phép của gia đình, ban tổ chức lễ tang đỡ lời cho bà quả phụ và Nguyễn Thị Điệu cùng với các con của ông, chân thành cảm tạ đến các cụ, các ông, các bà, các bác đại diện cho dòng tộc họ Dương Chi Một đã về viếng và chia buồn cùng gia đình. Xin mời đoàn lưu lại phòng tang mời nước và chầu để anh em con cháu có lời cảm tạ vào lúc 7 giờ. Vô hạn đối với ông ra đi không bao giờ các anh chị em gặp lại, cho chúng tôi để tâm dành giây phút tưởng niệm với biệt ông. Phút tưởng niệm bắt đầu. Đi không bao giờ gặp lại, cho anh em chú cháu chúng tôi để tâm dành giây phút mặt đẹp. Phút mặt đẹp bắt đầu. Xin được thay lời xuống
dự buổi lễ tang đưa chồng cho chúng tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn. Công quan đại gia quyến, hôm nay các anh các chị nhận được tin em về hầu cha mẹ, vậy các anh các chị có nén hương thơm đến thắp và kính viếng hương hồn em và chia buồn cùng gia đình trước lúc các em ra đi mãi mãi không gặp lại. Các anh các chị xin một phút bàn nhậu, phút bàn nhậu bắt đầu. Và trưởng nam thứ nam chân thành cảm tạ. Kính chào đại của gia đình trong quý xin đón nhận lễ viếng trân trọng quý địa bàn trời đại bàn trà xin chầu uống nước và có chút thời gian vàng ngọc vào hồi 7:30 sáng ngày mai với bài đoạn thờ các tên người thân quý anh em hết và hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Để tưởng nhớ tới hương hồn người anh của mình cho phép. Vâng, kính chào đại. Thành kính và vĩnh biệt ông mãi mãi đi xa không bao giờ gặp lại cho gia đình cô chú Thạch Ngân cùng với các em để tâm dành giây phút tưởng niệm vĩnh biệt ông, phút tưởng niệm bắt đầu. Còn gia đình chúng tôi nhận ra cho các anh các chị đến đây cùng các cháu bao nỗi tiếc thương giờ này các cháu để bày tỏ lòng thương tiếc với người em mãi mãi ra đi, cho các anh các chị cùng các cháu để tâm dành giây phút tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt đầu. Vâng, lời cho bà Ngọc Hồ và các con các cháu chân thành ghi nhận ý viếng cảm ơn tấm lòng của công các bà các bác, trân trọng kính mời đoàn luôn đại phòng. Cho các con đã làm cảm ơn tấm lòng của công các bác, trân trọng mời công các bác nuôi nải phòng tang mời nước mời chầu để anh em con cháu. Thưa ông linh hồn chân linh bác Dương Văn Nam kính quý, xin thưa gia đình tăng quyến được biết tin bác không may năm bệnh hiểm nghèo 2020 con tượng đẹp bắt đầu. Cây nến sáng đến kính viếng hương hồn ông và chia sẻ với đau thương nước mắt cùng toàn thể gia quyến để tỏ lòng thương tiếc ông đã về theo tiên tổ. Xin phép được dành phút mặc niệm bắt đầu.
Xin về của chú cư Diệp Trư, em Hoàng, em Linh, cô chú Luật về trở về phòng tam dân tuần nhắc thương tưởng niệm và chia buồn cùng tăng quyến. Trong giờ phút đau thương, giờ phút chia ly người ở người đi đầy xúc động này, trân trọng kính mời đoàn để tâm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ăn chầu uống nước chia buồn cùng tăng quyến, trân trọng kính mời. Thank you.
Zumana. Chúng tôi cùng các ông các bà nhận được tin ông bệnh nặng không may từ trần. Chúng tôi đến đây mang có vòng hoa tươi, con nhén nhang thơm đến kính thưa chùa ông và chia buồn với toàn thể các bậc gia quyến để tưởng nhớ mãi mãi ông đi xa không bao giờ lại. Xin chấp gia đình cho được tiễn biệt một lần cuối. Xin chúc mừng bắt đầu. Kính thưa đoàn viếng của các ông các bà đại diện cho hội đồng học khóa học năm 1983-1984 dưới mái trường Trung học phổ thông cơ sở xã Hoàng Anh. Năm xưa ngồi cùng chung ghế nhà trường với ông Dương Văn Nam. Thật không may cho gia đình tăng khiến chúng tôi hôm nay có người chồng người cha qua một thời gian năm mà nhiều nghèo. Đã được gia đình cùng tập thể y bác sĩ nồng chăm lo cứu chữa, xong bệnh trọng nay ông không qua được 250 ra đi về theo hầu tiến độ. Nhà tin báo này, các ông các bà đại diện cho hội đồng học khóa 83-84 tối nay đã thể hiện đông đủ về trước quang minh người bạn và đặt vòng hoa tang thắp nén hương thơm kính viếng ông nhà chia buồn với gia đình chúng tôi. Ban tang lễ thay lời cho bà bảo phụ Nguyễn Thị Luyến tức bà Điệu cùng với các con xin cúi đầu ghi nhận tình cảm của các ông các bà và trân trọng mời đoàn lui lại phòng tang mời nước mời chầu chia buồn với gia đình để gia đình anh em chúng tôi đón tiếp vào 7:30 sáng ngày mai. Với tình cảm nghĩa tử là nghĩa tận, mời các ông các bà thay mặt đại diện hội lớp về dự buổi lễ tang đưa người bạn của mình về nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn. Chia buồn nỗi mất mát to lớn này đến gia đình vợ con ông để bày tỏ lòng thành kính và vĩnh biệt ông đi xa. Chúng tôi là những người ở lại xin phép ban tăng lễ cùng gia đình cho chúng tôi để một phút tưởng niệm vĩnh biệt ông. Phút tưởng niệm bắt đầu.
Cũng trở lại rồi gia đình ông Khuyến xin đã đón nhận tôi tiếng trân trọng tới tuổi đoàn trà và trà xin trà uống nước tăng quý con lời cảm ơn trân trọng kính mời. Xin đã đón nhận lễ viếng trân trọng quý bề đoàn trở lại bàn trà xin chầu uống nước và có chút thời gian vàng ngọc vào hồi 7 giờ sáng ngày mai trở lại ngân hàng ăn chầu uống nước để đưa phu quân đình tam chủ được tin ông hai năm quay về với đất trời tiên tổ chi hội phụ nữ thôn nhà có vòng hoa tươi lén nhang thơm để kính viếng hương hồn âm và chia sẻ nỗi đau thương tới các bậc tam quyến để vĩnh biệt người về nơi suối vàng với giấc ngàn thu. Đề nghị trong đoàn chúng ta dành một phút mặc niệm xin được bắt đầu. Các bà đại diện cho chi hội phụ nữ thôn Hà Châu, nơi phu thê phu thiếp của ông Dương Văn Nam đang sinh hoạt và công tác. Ngày hôm nay ông Dương Văn Nam 250 đại tuổi phát quả kế với tổ tiên, với tình cảm là chi hội phụ nữ thôn Hải Châu về trước di sản của ông, con nhắn hương trọng vòng hoa thiêng cây đến sáng. Tôi trở lời của gia đình tam kính xin đón nhận lễ viếng trân trọng kính tùy đoàn trở lại bàn trà xin chầu uống nước và bốn chút thời gian vàng ngọc vào hồi 7 giờ sáng ngày mai. Trở lại gia tăng ăn chầu uống nước để đưa phu quân của bà điều về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Đi cùng đoàn là gia đình ông Thắng ở thôn Văn Tiêu có sự cần nhắc trồng cây đến sáng trân trọng kính mời đoàn và thắp hương làm lễ viếng. Trên này của gia đình cao quý xin cảm ơn tới toàn thể các ông các bà với tình cảm là hàng xóm khi số cửa tối đèn cũng đã thành tâm tổ chức cho vui hội công tử cùng ăn cả mắt cứ đến đường tiền công tư tư tài kính thưa hương hồn ông Dương Văn Nam, thưa toàn thể các bậc giác quyến và thưa ban tăng lễ, anh em chúng tôi cùng anh em ấy chú Chí và cô Triều là anh em với ông đúng là không có nỗi đau nào. Bố, vợ mất chồng, con mất cha, đó là đương nhiên quy luật của tạo hóa. Nay ông đã mắc bệnh, nhưng bệnh không thắng được mệnh trời. Nay ông đã vắng bóng trần gian. Với tình cảm gia đình và tình cảm anh em chúng tôi có sửa lén nhang thơm cây nến sáng, trước hết thăm viếng hương hồn ông, cầu chúc mong ông sống khôn thác thiêng, đi suối chuối vàng ăn giấc ngàn thu. Xin phép gia đình cùng ban tang lễ cho anh em tôi vĩnh biệt ông lần cuối, phút vĩnh biệt bắt đầu. Kính thưa vong linh hồn chân linh bác Dương Văn Nam, xin kính thưa gia đình tăng quyến rất hồi hồi xúc động cho anh em chị em chúng cháu thay mặt cho tập thể lớp 9 khóa học 2007 giáo hoàng hay là những người bạn học năm xưa cùng ngồi chung ghế nhà trường với Phương là con trai của bác. Hôm nay chúng cháu được tin bác không may lâm bệnh 250 qua đời. Chúng cháu tối nay tổ chức đông đủ về trước di ảnh bác, đặt vòng hoa tang, thắp nén hương thơm kính viếng và gửi lời chia buồn đến quý gia đình, nhất là bạn Phương, để bày tỏ lòng thành kính và biết điều thương. Thank you.
chân linh bác Dương Văn Nam xin kính thưa gia đình tăng quyến. Nay được biết tin bác không may năm bệnh trọng 250 qua đời. Tối nay chúng cháu tề tiệu đông đủ về trước di ảnh của bác với tấm lòng thành kính, con nén hương thơm vòng đáo hoa tăng, cây nến sáng dâng lên kính viếng bác và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình để bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương đối với bác ra đi không bao giờ gặp lại. Cho các cháu hội đồng viên 92 dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Ban của toàn thể anh em trong hội đồng viên xin mời đoàn anh em ra bàn mời nước mời chầu để gia đình chúng tôi đón tiếp có lời cảm tạ 7:30 sáng ngày mai. Mời bác Dương Văn Cương và những người về riêng cùng với vợ chồng anh chị Bằng Hiên chúng con em hương thơm cây nến sáng bắc ninh để thắp nến vong linh hồn ông và gửi lời chia buồn tới gia đình để tưởng nhớ đến vong linh ông ra đi không còn nữa cho chúng tôi để tâm dành giây phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Cho bà cổ phụ và các con xin chân thành ghi nhận cảm ơn những công tác bà và người trên cùng với các bác anh các chị xin mời đoàn luôn đại phòng tăng mời nước để gia đình đón tiếp xin chân thành cảm ơn thắp nhang kính viếng chia buồn lời chào vĩnh biệt đậm đà tình thương hoa thơm quyện với khói hương âm dương cách biệt đôi đường từ đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với ông ra đi không bao giờ gặp lại cho đoàn chúng em để một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thay mặt cho linh vong linh hồn thân linh bác Dương Văn Nam được tin bác không may lâm bệnh qua đời. Gia đình em Công ở trên An Châu là con của Bộ Quyên cũng như gia đình các em là Bảy Hồng ngoài Phù Sa với tấm lòng con em tâm nhang cái đến tháng đến viếng bác và chia buồn với gia đình để tưởng nhớ đến bác ra đi không bao giờ gặp lại cho chúng em để một phút mặt đẹp. Phút mặt đẹp bắt đầu. Các con trên tinh thành ghi nhận đến viếng và cảm ơn gia đình em Bảy Hồng ngoài Phù Sa, gia đình em Công con cậu Quyên ở trên An Châu xin chân thành cảm ơn. Mời đoàn ra bàn uống nước để gia đình nói lời cảm tạ xin kính mời.
bao gian lao vất vả tháng ngày, mà vợ chồng mình vẫn vượt qua. Giờ đây ông ơi, thì chỉ mong phục dưỡng cha mẹ già, thiếu lễ bộ không đi đâu. Ông ơi, mấy ngày hôm nay thiếu mệt mỏi trong người, ông ơi. Đầu ngày tháng anh có thầy thuốc tốt thì mẹ con em vẫn đưa ông đi. Ông Mỹ có biết là đồng ý nam thường, mẹ con em cũng đã chạy qua nhiều. Mong cho bài đồng thuyền giảm ông ơi. Để ông bên vợ bên con, để dạy bảo cho các con, các cháu của mình. Ngày hôm nay sao ông lại nhắm mắt xuôi đây? Ông chẳng nói lên một câu một lời. Từ ngày mai con biếng ngon biếng ngọt thì chăm sóc cho ông bao tháng bao ngày. Chỉ mong sao bệnh ông thuyên giảm thêm nhiều, mà sao bây giờ bây giờ.
chúc ông đi suối vàng chẳng nghe ra độ chỉ cho vợ cho cá còn lúc này là tiếng khóc lời của toàn thể các con mi cha ơi dẫu biết rằng công lao cha vất vả thank you.
lắng chua mòn.
Oh.
thưa hương hồn ơi, đội ý đến thôn Hà Châu nhận được tin ông hai năm mươi về quê ẩn tổ tiên, giờ lại anh em chúng tôi về đây có vòng hoa tươi nén nhang thơm viếng hương hồ đông để thể hiện ông ra đi mãi mãi không bao giờ còn trở lại. Đoàn chúng tôi xin một phút mặt niệm, phút mặt niệm được bắt đầu. Kính thưa các ông các bác, đại diện cho đội nghi lễ thôn Hà Châu, hôm nay cho gia đình chúng tôi nay có người chồng người cha là ông Dương Văn Nam không may lâm bệnh hiểm nghèo 250 ra đi về cõi vĩnh hằng quy ẩn tổ tiên. Sáng hôm nay được tin này, các ông các bác thay mặt cho đội nghi lễ thôn nhà có lén hương thơm vòng hoa tươi cây nến tháng đến viếng chồng trong chúng tôi và chia buồn với gia đình. Nói lời cho bà bảo hộ cùng các con chân thành cảm tạ, trân trọng mời ông vui lại phòng tang về nước về chầu và trở lại địa điểm đón tiếp các quý vị đại biểu cán bộ và nhân dân trong xã trong thôn đến tổ chức lễ tang được tổ chức tại gia đình đoàn Kim cùng xóm. Đến giờ tất cả đại biểu cán bộ nhân dân thôn Hà Châu trở về phòng tang để cùng dự buổi lễ đưa tang. Xin chào tạm cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, xin kính thưa các bộ. Trước khi vào buổi lễ tang ông Dương Văn Nam, ban tổ chức lễ tang thôn Hà Châu xin kính mời ông Đoàn Văn Tùy, đại diện chi hội nông dân lên chấp vai điều lệnh. Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể ngành hội, các gia đình thông gia, liên gia, cán bộ và nhân dân trong và ngoài thôn xã. Kính thưa gia đình Thang Quyến, trong lúc toàn đảng, toàn dân thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, xã Hoàng Hanh, thôn Hà Châu đang trên đà hội nhập và phát triển, đường làng ngõ xóm ngày càng khang trang sạch đẹp, thực hiện đủ tiêu chí nông thôn mới và hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Ban tổ chức lễ tang thôn Hà Châu đột ngột nhận được tin báo buồn của gia đình bà Nguyễn Thị Hải Luyến, có chồng là ông Dương Văn Nam, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1969, công dân đội 9 thôn Hà Châu, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Sau một thời gian lâm bệnh trọng, ông đã được gia đình, con cháu, họ hàng nội ngoại cùng tập thể các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa.
bà con hàng xóm ân cần thăm hỏi động viên. Song do bệnh trọng, thuốc không thắng được bệnh, ông đã không qua khỏi. Và chút hơi thở cuối cùng vào hồi 17 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2024, tức ngày 25 tháng 11 năm Quý Mão, ông hưởng thọ 55 tuổi. Kính thưa các cụ, quý vị đại diện cho đảng, chính quyền, cơ quan đoàn thể ngành hội, các gia đình, thông gia, liên gia, quý vị đại diện, khách quý gần xa cùng toàn thể nhân dân tới dự buổi lễ tang và đưa thi hài ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến trân trọng cảm ơn các quý cụ, quý ông, quý bà, quý vị đại diện cho đảng, chính quyền, cơ quan, ngành hội, các gia đình, thông gia, liên gia cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong và ngoài thôn xã đã bớt chút thời gian và ngọc tới dự buổi lễ tang và đưa thi hài ông Dương Văn Nam về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các cụ, quý vị đại biểu, quý khách cùng toàn thể nhân dân, ông Dương Văn Nam mất đi là một tổn thất đau thương vô cùng to lớn đối với gia đình, con cháu, họ hàng nội ngoại. Từ nay họ hàng nội ngoại mất đi người thân dí dỏm, chuyện trò khi buổi sớm lúc trời khuya, các con, các cháu của ông từ nay vĩnh viễn không còn bên cạnh người ông, người cha mẫu mực nuôi dạy sớm hôm. Các đoàn thể ngành hội mất đi người hội viên mẫu mực tham gia xây dựng phong trào để thể hiện trước linh sàng ông trước lúc ra đi về cõi vĩnh hằng, quy ẩn tổ tiên với đạo lý lúc còn sống có xã có làng, khi về quy ẩn nơi thiên tổ có làng có xã. Trong giờ phút chia ly, để tưởng nhớ tới người ra đi không bao giờ trở lại, tôi đề nghị các quý cụ, quý ông, quý bà, quý vị đại diện, quý khách gần xa cùng toàn thể nhân dân dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xong. Để thể hiện lúc còn sống có bầu có bạn, khi thác đi có đoàn thể họ hàng, ban tổ chức lễ tang thôn Hà Châu xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Nghê, đại diện chức vụ người cao tuổi, lên thể hiện lời điếu. Sau đây tôi thể hiện lời điếu. Ôi thằng ôi thương ôi, ôi vong linh hồn ông Lam ôi, vật đổi sao trời ngàn năm thương nhớ, con ở đâu ông vội quỳ tiền về nơi thế giới người hiền vui nơi cực lạc, ông xa rời vợ con, nàng xóm đang yên vui nhộn nhịp bỗng một người chia cắt tình ta. Ôi thà ôi, ôi thương ôi, hàng con cháu bàng hoàng ông đi để lại muôn vàn nhớ thương. Ôi thân ơi, ôi thương ơi, trách tạo hóa gây lên cơ trời biến
đổi bãi dâu viên thành bãi bè hoa xe lìa cảnh cuộc trăm năm không còn đâu nữa. Ôi Hà Nội, ôi vong linh hồn ông mà ơi, số phận thiên đình đã định, bỗng chốc người đã thác đi, hồn đi còn biết đi đâu để thương, để nhớ, để sầu. Chuông vợ cho con, người nhà lấy đã sang trang, sau vội xuống xuôi vàng. Ông ma ơi, vợ con tham khắp thiên tha, ông đi ông để cửa nhà ai nhà trông. Ôi Hà Nội, ôi thương ơi, thương mồn vất vả trăm mà phần, không bằng hồn bỏ con hồn, hồn ra đi. Ôi Hà Nội, ôi thương ơi, lão lòng nghe tiếng trống chiêng tiến đưa vĩnh biệt về riêng cánh nhà nhà. Con cháu nước mắt đầm mà đìa, tiếc thay cái cảnh chia rìa xa nhau. Ôi Hà Nội, ôi thương ơi, âm dương cách biệt còn gì nữa đâu. Ôi thương ơi, tấm thân đã chịu mạnh nhà chung, số đã định nào mà kém ai đâu. Kể cả giàu nghèo cùng chung số phận, nhớ khi xưa hồn sống hiền lành, đức độ được tập thể họ hàng làng xóm mê nhiều. Ôi Hà Nội, ôi thương ơi, ôi vong linh hồn ông ơi, trăm năm mắt phải ba đầu, ngàn năm mai cũng phải nhuộm màu cỏ xanh. Bây giờ hồn biết đi đâu, thế nào giờ nguyệt để sầu xót thương. Nhiều điều phủ lấy dáng hương, người trong tập thể phải thương nhau cùng phúc cùng hương hòa cùng chung nữa đó, phải cả tàu xoa thương. Hôm nay có tam gia đường tập thể họ hàng đứng trước hôn đây, nồng thành chén nước cơi chầu, đương hồn vĩnh biệt về chầu ra tiên thiệt. Theo của buổi chương trình tang lễ, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình tang quyến lên có đôi lời đáp từ. Kính thưa các tân quý khách, kính thưa các ông các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể bà con nhân dân, em tôi sau một thời gian đau yếu đã được gia đình và con cháu tận tình cứu chữa và con lối xóm động viên thăm hỏi, nhưng vì bệnh trọng sức yếu không qua khỏi, em tôi đã tạ thế. Được sự ủy quyền của em tôi và các cháu tôi thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành đa tạ cảm ơn tấm lòng bà con đã lối xóm họ hàng thân thích đã bớt chút thời giờ vàng ngọc về để đưa em tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tan ra bối rối có điều gì sơ suất xin được lượng thứ. Và sau khi công việc của em tôi được mối yên bà đẹp gia đình chúng tôi có lời nãi ý, kính mời các ông các bà
bớt chút thời giờ về gia đình ăn trầu uống nước để gia đình chúng tôi có đôi lời cảm tạ, xin đa tạ cảm ơn. Buổi tang lễ ông Dương Văn Nam đến đây tạm dừng. Thi hài ông được an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Hà Châu. Ban tổ chức lễ tang giao cho các đoàn thể trong thôn cùng toàn thể nhân dân và gia đình đưa thi hài ông Dương Văn Nam về nơi an nghỉ cuối cùng, đảm bảo an toàn, trang nghiêm, trình trọng theo đúng quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa của làng. Chúc vong linh hương hồn ông về nhiều phần hoàng an giấc ngàn thu và vinh quang bắt đầu.
Thank you.